Bài 12, hoàn thành đoạn hội thoại sau, có thể dùng every, each, whole, both, either hoặc neither. Thì trong này whole là toàn bộ. Cả, toàn bộ. Rồi. Người trợ lý nói là những cái chiếc sofa mà đơn sắc này á thì nằm trong hai cái phong cách khác nhau. Đó, nghĩa là những chiếc sofa này nó được chia làm hai phong cách khác nhau. Sarah thì nói là tôi nghĩ rằng mỗi phong cách. Tại sao lại dùng mỗi? Tại vì hai phong cách này, số lượng là hai cho nên ta dùng each, chứ còn every là số lượng nhiều rồi. Mỗi một phong cách thì đều như thế nào? Đều lỗi thời. Và chúng thì là cái tôi muốn. Lỗi thời thì sao mà tôi muốn được, cho nên là ta dùng neither. Không có cái nào trong nó, cả hai cái thì tôi đều không phải là cái thứ tôi muốn. Tôi không thích. Đã dùng don't là phủ định rồi, ta không dùng neither nữa mà ta dùng either là một trong hai cái. Tôi không thích một trong cả hai cái. Tôi không thích cái nào trong hai cái cả. Tôi sợ là vậy. Cái người trợ lý này nói là vậy cái mẫu vải, vậy về thì cái mẫu vải hoa có, vậy thì cái mẫu vải hoa văn thì sao? Có một số màu rất là dễ thương ở đây. Sarah nói là tôi cảm thấy càng lúc càng không chắc, càng thiếu tự tin với mỗi một hoặc là tất cả. Thực ra lúc này là each và every nó giống nghĩa nhau, cho nên ta có thể dùng each hoặc every cũng được, không có sự khác nhau. Tôi cảm thấy càng lúc càng thiếu tự tin với từng cái mẫu vải mới mà tôi nhìn thấy. Mod trả lời là chúng tôi không có thời gian để mà nhìn vào từng mẫu vải ở trong cửa hàng. Vậy từng mẫu vải nó không đề cập tới số lượng, nghĩa là số lượng rất nhiều, cho nên là ta dùng every, mọi, tất cả những mẫu vải. Chúng tôi đã ở đây cả một giờ rồi, bạn biết chứ, cho nên ta dùng whole, cả, hoàn toàn, toàn bộ, dùng toàn bộ một tiếng đồng hồ, cho nên ta dùng whole. Bài tiếp tục, ta tới bài 13, dùng a lot, much hoặc many. Hãy nhớ nha, a lot dùng trong câu khẳng định, much và many dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Mà much và many nếu mà có đi với lại to, as và so, ví dụ so much, so many, thì khi mà much với many đi với ba từ này thì nó có thể dùng trong câu khẳng định. Rồi bắt đầu tới bài nha. Câu 1, chúng tôi không sử dụng nhiều tiền vào kỳ nghỉ. Đó, câu phủ định dùng much. Tại sao dùng much? Tại vì much dùng cho danh từ không đếm được, many dùng cho danh từ đếm được, a lot of thì cả hai loại đều dùng được. Câu 2, Ron Mason thì sở hữu một chuỗi siêu thị, anh ấy kiếm được rất nhiều tiền. Tiền là danh từ không đếm được, mà đây lại là câu khẳng định dùng a lot of. Câu 3, tôi không biết. Không biết là chắc chắn dùng much và many rồi. Người đếm được cho nên ta dùng many. Tôi không biết nhiều người ở trong thị trấn này. Câu 4, chúng tôi đang có một bữa tiệc rất lớn. Chúng tôi chuẩn bị có một bữa tiệc rất lớn. Tôi đã mời nhiều bạn. Vậy là câu này câu khẳng định dùng a lot of friends là số a lot of thì friends là số đếm được hay là không đếm được cũng dùng được hết. Câu 5, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi không có nhiều năng lượng. Câu phủ định, năng lượng không đếm được cho nên dùng much. Câu 6, có không cần phải nhanh, không cần phải vội vã đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian. Thời gian, mà đây là câu khẳng định dùng a lot of. Câu 7, chả thấy từ to nè. Thì many và much có thể dùng trong câu khẳng định. Mà relatives có nghĩa là người thân, thân thích. Vậy là số nhiều, ta dùng đếm được nữa, ta dùng many. Cô ấy có nhiều quá nhiều là người thân, người thân thích. Câu 8, sâu nè, lại tiếp tục thấy từ sâu. Lại chắc chắn dùng much và many rồi. Nhưng mà money là danh từ không đếm được, cho nên ta dùng much. Họ có quá nhiều tiền nên họ không biết phải làm gì với nó. Câu 9, opera houses là nhà hát opera. Vậy là ta dùng, đây là câu hỏi nữa, ta dùng many, số nhiều đếm được. Not many, câu trả lời là câu hỏi là many thì câu trả lời cũng là many. Nhưng mà vế sau là câu khẳng định cho nên ta dùng a lot of. Đó, đếm được. Câu 10, câu hỏi chắc chắn là dùng much và many. Nhưng mà trouble là rắc rối, không đếm được cho nên ta dùng much. Đó, trouble tiếp lại là phủ định cho nên dùng much. Đó, nhưng mà câu sau là câu khẳng định cho nên ta dùng a lot of.